Ayo và xin chào tất cả anh em, chào mừng anh em đã quay trở lại với channel của mình. Và hôm nay thì chúng ta sẽ cùng tiếp tục với chế độ đấu trường chân lý của mùa 12 và cùng nhau xây dựng những cái đội hình siêu bá đạo nha anh em ơi. Rồi, khởi đầu thì tôi đang có được một form bài là 5 pháp sư và 2 tiên phong. Và cái con mà mình lựa chọn cầm cái ấn pháp sư đó là con Herwell các bạn ạ. Con này thì tôi thấy là khi lần thứ 3 của nó tung chiêu ấy thì nó sẽ cho thêm 2 mục tiêu khác. Cũng khá là thú vị. Anh em thấy không? Đam rất ảo nhá. Thực sự là con Herwell này đam cực kỳ ảo. Với một cái map nổi lửa lên Lào nổi lửa lên Lào này thì chúng ta sẽ được phát một cái chảo và một cái thia. Túi đồ siêu hùng, cái này ngon phết này. Nhiệm vụ tích vàng chắc mình sẽ đổi. Xoay là thắng à. Trời ơi. Kỹ năng của Ngộ Không sẽ gọi là tăng thêm sức mạnh phép thuật. Wow, Ngộ Không tăng 12% sức mạnh phép thuật và 20% tốc độ đánh nữa. Có lõi này ở phiên bản này là phải pick ngay cho tôi. Thực sự là phải pick ngay cho tôi nhé anh em nhé. Mặc dù là tôi đang sở hữu một cái con Herwell rất là ngon, cơ mà ấy, con Ngộ Không bản này siêu lỗi. Thế nên là mình sẽ xoay luôn là đánh Ngộ Không. Đấy, Ngộ Không pháp sư nó sẽ đáng sợ như thế nào? Theo anh em thì con Ngộ Không xoáy 2 lần có carry được không nhở? Đam là to đấy. Với cái lõi ở vòng 3.2 thì chúng ta sẽ nhận được 2 Ngộ Không. Cái lõi bậc 3 này thì hình như là chỉ có 2 tướng thôi. Một là con sen, còn 2 là con Ngộ Không. Thì theo anh em là cái thìa này thì mình nên lắp cái ấn gì đây? Tại vì ở cái map này ấy, phát trào với cả phát xẻng ấy thì nó gọi là không có búa rèn hoặc là lõi Pandora. Thế nên là anh em mình không thể nào mà đổi cái thia này thành cái chảo như những cái trận đấu khác được. Đấy, hơi tiếc đúng không? Nhưng mà đồng nghĩa với là anh em cũng sẽ phải gọi là suy nghĩ nhiều hơn, pro build nhiều hơn. Như ông này thì lắp một cái ấn của bảo hộ rồi, lõi 2 lụm luôn cái vương miện của bảo hộ. Còn nếu mà anh em không muốn suy nghĩ gì nhiều ấy thì cứ lắp thêm một slot cho tôi. Cứ lắp thêm một slot cho tôi. Đảm bảo là anh em mình mạnh ngay lập tức và không cần nghĩ ngợi gì nhiều. Với pháp sư ở bản này thì cũng được gia tăng sức mạnh rất là đáng kể. Thế nên là anh em mình cũng có thể chơi pháp sư leo rank luôn. Và hiện tại thì tôi đã có được ở Vega 2 sao rồi. Công việc còn lại ở cái trận này ấy, thì mình thấy là anh em chỉ cần roll nốt là Ngộ Không 3, Vega 3, thêm con Vex 3 nữa là tuyệt vời. Đấy, 3 con bậc 3 và 3 sao à. Mình nghĩ là nó sẽ hơi khoai đấy. Nhưng mà được cái là game này anh em ấy ít lựa chọn pháp sư. Còn tôi là chốt bài pháp sư ngay từ đầu rồi. Thế nên là anh em rén. Anh em là xoay chiến binh ma thuật các kiểu hết rồi. Còn một vài những cái lựa chọn hiếm thì nó sẽ là ong mật với cả một thông đạo gì đấy. Anh em dạo này rất là flex ác. Và vừa chơi game thì mình cũng sẽ trả lời những cái comment của anh em luôn. Để xem phiên đi chợ này có gì không. Cũng không có gì đặc sắc cả. Trang bị tiếp theo cho Ngộ Không thì mình sẽ lấy gọi là thú tượng. Rồi, bây giờ là mình sẽ trả lời cái comment của bạn Thương Hồng. Khai nhanh, anh nộp tiền nạp game đúng không à? Có đâu. Lâu lâu là xin mẹ gọi là 200 để mua vé. Đấy. Còn một vài những cái con linh thú hot hòn hot và đẹp ấy thì là anh cũng nhờ nhân phẩm đấy. Gom góp từng ngày, nhịn tiền nhịn ăn sáng để nạp và mua skin. Nhiều anh em chắc là ngày xưa cũng giống mình ấy, đúng không? Ngày xưa chỉ cần có tiền đi chơi net thôi là đã thấy hạnh phúc rồi. Chỉ cần có tiền đi chơi net là hạnh phúc đấy. Bố cứ cho tầm khoảng 20 thôi là giao quà net. Anh ơi nạp em 20k. Mà hồi đấy hình như là nạp 20k là được một cái gì nhỉ? Hũ rồng đỏ hay gì ấy. Quà net của tôi hay chơi là được tặng kiểu bonus anh em. Không biết là quà net anh em chơi như nào. Chữ nạp là cứ hay thưởng lắm. Còn không thì để dành có khi nào mà khuyến mãi ấy, kiểu 100% hay gì đấy. Trời, nạp thì chơi mỏi mắt luôn. Nhà này thì lựa chọn tiên linh này. Tiên linh thì cũng khá là dễ khi mà chúng ta có thể lắp thêm một ấn bảo hộ nữa là tuyệt vời. Một ấn bảo hộ nữa. Chốt bài là sớm đấy. Mà sao ông này có hai nhân bản cỡ lớn nhỉ? Ông này nạp đúng không? Nạp đúng không? Nạp thẻ đúng không? Nạp ở chỗ nào mà mua được nhân bản tướng ấy nhỉ? Nếu thế thì những cái game thủ chuyên nghiệp mà có cái cách nạp đấy thì nạp và đi đánh chung hết thế giới là cuộc đua về nhiều tiền hơn thôi, chứ gọi là nhân phẩm cái gì đúng không? Rồi chơi game là bây giờ anh em mình mở những cái con linh thú thực sự nó hơi chát đấy. Nhưng mà anh em là muốn sở hữu những cái tài khoản, những cái click mà có hiệu ứng kết liễu đẹp thì có thể inbox cho mình sẽ tư vấn cho anh em nhé. Giá rất là hạt rẻ thôi, mà bao ngon luôn. Rồi, quay trở lại với phần đấu chính. Hồng Nhung, nhà này thì chốt hai ấn tiên linh rồi, có một chảo và một cái kháng phép thì mình nghĩ là cũng sẽ gọi là lắp ấn bảo hộ thôi, chứ sao mà lệch được. Anh em thấy không, một con ngộ không 2 sao ở tuyến đầu kìa, vừa bọc giáp vừa hồi máu mà vừa đam to. Đam của nó thì càng về lây thì nó sẽ càng khủng. 3458. Nếu mà 3456 thì lại là một con số đẹp hơn đúng không? Nhưng sao mà vẽ được? Tầm này thì sao mà vẽ đam được? Đam thì thực sự nó chỉ là ngẫu nhiên này. Ngộ không và Vega hả? Nó lại là tuyệt vời thế nhở? Theo anh em thì anh em thích con nào pháp sư? Đấy, anh em thích con nào pháp sư nhất? Cầm ấn pháp sư. Tôi thì tôi vẫn thích con Shinra anh em ạ. Con Shinra này skill 2 lần và nó tích cái stack kỹ năng của nó lên. Thực sự là rất thú vị. Kiểu siêu play game thì một chiêu nó thì cũng kiểu như là nổ 3-4 gọi là mục tiêu ấy. Rất là bá. Nico này. Bát này bán luôn. Lại một cái BF nữa. Phản phép. Ui, level 7 có Nora và Yumi á. Hola, alo. Gì đấy nhờ. Chế tạo thành phần. Tôi cần cái kháng phép cho nên mình sẽ lấy luôn. Không có kháng phép để lắp thủ tượng. Dỗi thế. Thôi thì lấy một cái quỷ thư vậy. Này Sozin luôn. Nora. Con này thì đam AoE nhé anh em nhé. Rất là kinh khủng. Thường thì anh em nếu mà không có lõi của ngộ không ấy thì anh em chắc là chỉ lắp cho nó kiểu thú tượng tanh các kiểu thôi đúng không? Nhưng mà khi có lõi thì anh em cũng lắp đồ đấy cho tôi. Nhưng mà phải thêm một cái huyết kiếm nhá. Huyết kiếm cho nó hồi máu. Xoay nó mới lâu được. Giờ thì được cả Yumi nó vào búp hỗ trợ. Về chưa? Về chưa? 62 tiền. 62 tiền. À quên, có một ông hỏi mình về cái cách tính tiền của team mình và team địch. Em thấy có mấy clip khi gặp nhà khác anh nói ông roll hết tiền hoặc level 7 50 tiền giàu thế nhỉ, làm sao để biết được thế anh à? Cái này thì thực sự khá là dễ thôi. Mà đợi mình chút mình sẽ giải thích cho anh em. Lò rèn thần thoại này. Để xem là có gì ngon. Huyết trượng tha hóa, đao tím và dây chuyền tự lực. 2% năng lượng. Cái này thì nó sẽ giúp cho ngộ không nó hồi năng lượng và tung chiêu lại còn hồi máu nữa. Rất là kinh khủng. Cái về cái tích tiền anh em. Mình nghĩ là anh em ở chơi lâu chắc chắn cũng sẽ biết rồi. Về cái ô vàng của chúng ta thì nhà này 30 tiền này. Đấy, có 3 hũ tiền. Nhà này thì có 2 cái bánh thì 20 tiền. Nhà này thì 5 hũ. Đấy, mỗi 10 tiền thì nó sẽ tương ứng với 1 hũ vàng. Ví dụ như mình có gọi là 58 tiền thì sẽ tương ứng với 5 hũ. Ví dụ mình có 48 tiền thì nó cũng chỉ 4 hũ thôi. 40 tiền thì cũng 4 hũ. 30 tiền là 3 hũ. Đấy, như hôm nay là tầm khoảng là 29 tiền đổ lại. Đấy. Tại vì có 2 hũ thôi. Còn bên cạnh của mình có 5 hũ. Cơ chế tính tiền là cũng khá là dễ thôi. Điều này thì cũng giúp cho anh em mình gọi là xem được là nhà nào đã xài nhiều tiền rồi. Đấy, Như nhà này thì tôi thấy xài tiền ở level 8 tìm rider này. Anh hàng xóm à? Anh hàng xóm tốt bụng. Đam to chưa? Con Ngộ Không này của chúng ta có dây truyền tự lực hoặc là cái trang bị gì nhở? Dị vật tai ương nữa thì nó thành bất tử. Tuyên bố bất tử và xin game luôn đấy. Mạnh cực. Bây giờ thì cứ roll anh em ạ. Seraphine này, Gwen, làm gì đâu. Linh hồn sắt. Tôi tìm mấy cái quả bùa mà nhân bản ấy cho nó dễ lên hơn. Cửa hàng tự động này, đầy cái lõi roll này. Ôi, rất là nhiều Vega luôn ạ. Nami. Anh em cũng thấy ảo đúng không? Tự dưng ở level 7 Torona được Nora và Yumi với cả là con Morgana. Nhưng mà thực sự mấy con này thì cũng chỉ là nhân vật phụ. Ô, hết rồi à? Nhanh thế. Mỗi lần thi triển kỹ năng hồi 20% máu. Ôi ôi ôi. Khó. Khó cho team địch ở đây. Khó cho team địch với một con Ngộ Không xoay là top 1 này rồi đấy. Bất tử anh em ạ. Trịnh Đình Quyết. Tầm này là bất tử luôn. Và nếu như anh em có thắc mắc gì, muốn hỏi bất kỳ một cái điều gì về game thì hãy bình luận ở phía dưới giúp mình nhá. Nếu mà comment nào mà hay hoặc là thú vị thì mình sẽ chèn lên và vừa làm video mình sẽ trả lời comment của anh em luôn. Cũng như là đừng quên ủng hộ mình một like và một đăng ký kênh. Đó chính là những nguồn động lực giúp cho mình có kiểu energy làm nhiều video clip hay hơn. Thank you anh em. 7 pháp sư, bản thân và tự nhiên. Đội hình nhà mình có cái gì nhỉ? Không thích đa hệ thì nó hay nhỉ. Nó ngon luôn ấy. Không lấy được kháng phép, tôi chắc lần tôi sẽ lấy Bria đi. Bria. Ôi. Thôi mà không để tôi mà không lấy Bria thì cái ông kia ông ấy lấy Bria về 8 hóa hình là hỏng cả lobby luôn. Nghi lễ tốc độ Ngộ Không này. Bảo hiểm này. Phải roll được Ngộ Không 3 với cả là Vega 3, Vex 3. Vex 3 thì tôi thấy là không cần khi mà nó đang cởi chuồng. Cơ mà Ngộ Không là phải 3 rồi đây. Ngộ Không là phải 3 rồi đấy. Và cái thiên này thì mình nghĩ chúng ta có thể hướng đến một cái ấn của thông đạo thôi. Còn Morgana thì mình sẽ không bao giờ kẹp được. Không hẳn là không bao giờ, nhưng mà bây giờ kẹp nó rất là khoai ngô sắn. Nhà này ẩn chính chiến binh à. Kẹp thêm một chút liên hoàn Hecarim, Akali, Katarina 3 sao nhưng mà đồ hơi lạ nhá. Đồ phiêu ra nhưng mà lại lắp tạm cho Kata à. Thực sự có ổn áp không đấy? Mà quái lạ nhở. Sau bao nhiêu những pha combat rồi mà Ngộ Không của chúng ta vẫn chưa bị hạ ngục bất kỳ một cái round đấu nào. Anh em công nhận chưa? Không bị hạ ngục bất kỳ một cái round đấu nào luôn. Giờ gặp ai cho tôi mạnh nhất server đi xem nào. Tamken. Tôi cần bùa nhân bản thôi. Phá giáp trụ. Ôi là có Vex ở đây. Ôi Vega 3 rồi. Vega 3 nhưng mà vẫn là cởi chuồng luôn. Chỉ 4 tiền à. Cái này thì sẽ có cơ hội tìm được con Nami 2. Nhưng mà mình thấy bây giờ chúng ta đang khỏe rồi ấy. Chả cần lắm đâu. Với cả Nami cũng đang cởi chuồng cơ mà. Nhà tiên linh liên hoàn đã có cho mình được Milio rồi. Để nhà này mà lên được 9 tiên linh thì chắc chắn sẽ là một con quái vật trong lobby. Với một con Rakan cầm 2 đồ thủ, thú tượng và áo choàng gai. Thêm một cái vương miện của phòng thủ nữa. Khỏe thế nhờ. Kalista kính nhắm thiện xạ. Anh em thấy chưa? Ngộ Không cứ xoay thôi. Spin to win. Xoay là thắng. Sướng thật. Chơi game mà cứ xoay vào những nước thôi là win. 6-7. Còn Yumi này thì kỹ năng mãi là bạn bè. Quần quýt hồi 193 máu và trao 3 sức mạnh thuật hoặc 3 sức mạnh công kích tùy vào vai trò của tướng đồng minh. Thế này thì Ngộ Không thì chắc là nó sẽ cho sức mạnh công kích nha anh em nhé. Bảo hộ thời không, băng giá thợ săn. Nhà chuột chù này à? Nhà chuột chù này cũng ghê đấy chứ. Tôi thấy nhà chuột chù này mà reroll thì cũng hơi bị quỷ dị ấy anh em nhỉ. Ác quỷ đấy. 88 tiền nào. Đấy rồi, hình nhân vàng à. Thôi cứ mua đi nhở. Ui, sắp vách 3 rồi á. Một cái áo choàng gai này. Này một đồ random mà. Tôi sẽ hút cái Sozin sang cho con Vega nhá. Tập này thì chắc là sẽ lắp một cái ẩn của thông đạo. Rồi Sozin, quỷ thư. Còn một cái đồ random nào. Room hay là chắc là đồ random đi. Còn trái tim kiên định thì hơi nhiều thủ rồi. Rai này. Ôi ông này Rai đồ cũng gọi là đẹp nha. Cuồng đao, găng bảo thạch và bàn tay công lý. Không tệ. Ủa nhưng mà Ngộ Không của mình mới làm con lỗi tướng anh em ạ. Tướng lỗi rồi. Tướng lỗi rồi bu em ạ. Ồ, 7 hóa hình và 3 kỳ quái. Nhà này đang muốn lên 9. Mà con Nasus 13.000 máu. Chó săn địa ngục cũng là một vấn đề nha. Chó săn địa ngục này thăng hoa thì cũng là một vấn đề lớn nha. 2, 3, 4, 5 mà. Chó săn địa ngục đây này. Level 7 roll nhiều 4 tiền thật. Sát thủ. Hành sáng hóa. 2 con Ngộ Không nữa thôi nào. Ôi vách 3 rồi. Ván cược để đời đi. Đời. Ổn rồi anh em ơi. Ai đây ạ? Cặp Barry. Nhà này đánh ẩn chính kết hợp với chiến binh. Kata 3, Fira 2. Theo anh em thì con Kata cầm đồ này có ổn không? Tôi thấy nó xoáy nó cũng không nhiều đam lắm ấy. Nhưng mà chắc bây giờ khi mà có Nila đam phụ thì nó carry được rồi. Ngộ Không máu này. Ui, nhìn chỉ số máu của nó kìa. Nhưng mà chiến binh này sốc đam ghê quá. Với cả Kata này thì có hiệu ứng vết thương sâu. Thế nên là anh em mình không thể hồi máu được rồi. Một cái game mà chúng ta thấy nhiều anh em chơi những con 3 tiền khác. Thế nên là những con carry 3 vàng của anh em mình roll rất là sướng. Mấy ông Kata, mấy ông EZ, mấy ông pháo, mấy ông hóa hình. Cái mà anh em có công nhận với mình không? Có công nhận với mình là khi nào mà chúng ta lựa chọn cái bùa ván cực để đời thì rất hay là gặp mấy ông mạnh. Hoặc là ván cực nhỏ thôi thì gặp mấy ông kiểu khả năng thua của mình rất là cao ấy. À đây rồi. Ngộ Không của chúng ta bị giam giữ ở bên hoa bỉ ngạn. Dương bài ruồi. Nhà này thì băng giá mạ vàng à. Không ăn thua các bạn ơi. Ngộ Không vẫn cứ xoay là thắng thôi. Nice. Bên này thì sao? Bên này thì sao? Ngộ Không của chúng ta bị hạ ngục. Nhưng mà cũng khó cho team địch khi mà vẫn còn Vega và Nami đúng không nào? Ô ông này 5 bảo hộ thời không. Lên được Ngộ Không 3 thì cũng là siêu trâu đấy. Nhưng mà khả năng là hết hàng Ngộ Không rồi ấy. 6 7 mình là cầm 8 con à. Khó đấy. À mình cũng 7 con luôn. 7 7 14, chắc tầm 16 18 con tướng thôi anh em ạ. Ôi Bria nhà này, nhà này cũng có 8 hóa hình rồi. Mà tự đâu ra con Camille 2 vậy bro? Camille hóa hình 2 sao? Nỗi ám ảnh đấy. Cuộc xâm lăng à. Giờ là chúng ta chỉ còn cách là đợi cái nhà hoa bỉ ngạn kia bay màu và chúng ta tìm lại mặt hàng Ngộ Không thôi. 6 7 9. Ui, nhà Hồng Nhung mà lên được 9 tiên linh là song xác đấy anh em nha. Không có giỡn đâu nha. Đây. Yumi này thì ôi 9 tiên linh thật à. Oh my god. Rồi, lại là vua về nhì à? Cho em dạo này toàn top 2 đấy nhở. Nhà này Rakan đồ này nhưng mà Kalista mới 1 sao. Ôi. Sợ thật đấy. Đúng rơi vào cái map mà anh em chỉ cần một cái huy hiệu của ma thuật thì đánh 8 ma thuật, huy hiệu tiên linh thì đánh 9 tiên linh. Châu thế này đánh sáng mai thì chết con Rakan này anh em ơi. Mà Ngộ Không của chúng ta kìa. Ôi, tự dưng bị Kalista nó giật một phát. Chết tớ con nòng nọc luôn. Hoa bỉ ngạn chưa bay màu nữa. Sao thế nhờ. Giờ có drone thì cũng không ra. Mà lên cấp thì cũng không xong. Khó chưa. Chơi game là anh em cứ bảo diễn viên gì đâu. Diễn viên toàn chiếm spotlight thế này. Toàn bắt tướng thế này. Khổ lắm rồi. Nhà này thì 8 thông đạo. Ô, con Rai cầm cuồng đao đang ngon rồi chuyển sang cả vô cực găng bỏ thạch. Combo đồ thế giới à? Siêu chỉ mạng à? Hài đấy. Hoa bỉ ngạn này. Hoa bỉ ngạn này thì để xem là ăn lại được 8 hình không. Nhà này Nasus 2 thăng hoa lên thì biết luôn ý. Ô, ngộ, ôi con nào bay lên trời kìa. Đẹp thế. À, Jaycee. Uầy, đúng ngưng động thời gian lúc Jaycee mà đang bay luôn anh em ơi. Đẹp vãi. Rồi xong hoa bỉ ngạn rồi. 22.000 máu. Eo ơi. 22.000 máu ạ. Chịu. Ôi mình thua à. Mình thua hoa bỉ ngạn luôn à. Mà sao dẫu sao chúng ta cũng đã vào được top 4 rồi. Uầy, hiệu ứng kết liễu của Rina T1. Hiện tại tôi cũng đang có con này nhá anh em nhé. Quan tâm thì inbox cho mình ở phần mô tả. Rakan, Swim, Ngộ Không. Cái ông hoa bỉ ngạn bay màu cái là chúng ta lại về hàng Ngộ Không ngay. Một sáu nữa thôi nào. Chứ nãy giờ mà không có người cạnh tranh là mình roll mà mình lên cấp 8 rồi đấy anh em. Để tiến lên cấp 9 rồi đấy chứ. 8 cấp 9. Ô, nhưng mà hình như top 4 là 9 tiên linh á. Ai à. Top 4 là 9 tiên linh á. Ông nào mà mạnh thế. Ông top 3 à. Động đất. Đâu rồi anh Ngộ ơi. Ngộ Không, Ngộ Tính ơi. Sao chép cỡ lớn này. Mua đi. Anh Ngộ Không, Ngộ Tính của em ơi. Đâu thế nhờ. Đây rồi anh em ơi. Mãi mới ra. Mình cần phải có cái diệt khổng lồ để có thể khắc chế cái nhà khóa hình kia. Chứ giai đoạn này là khoai quá rồi các bạn ơi. Xem này. Con Camille phiên bản là hóa hình à. Ui. Làm được không đây Ngộ ơi. Ui, sao Vega nhà mình choảng như kiên cắn thế này. Nasus tanh lên, nó gõ một cái. Ui, nó tăng hoa, nó gõ một cái chết tươi luôn. Alo. Không ổn rồi. Ngộp với anh em ạ. Tamken này. Ngộp mẹ rồi. Lác về mẹ top 3. Nhưng mà chắc giai đoạn này cũng khó top 3. Bởi vì chúng ta đang cũng khỏe. Đánh bại được anh hàng xóm EZ3. Hình như sắp Rai 3 à. Đừng mà. Đừng loa Rai 3 mà. Chuyển sang bên này nhé anh em nhé. Cho anh em mình dễ tiếp cận con Rai hơn. Anh ơi anh cố lên. Cố lên anh dì ơi. Vẫn còn Ngộ Không. Ngộ Không bất tử rồi đấy anh em, bây giờ là bất tử. Đánh với những cái đội hình bình thường là bất tử. Còn những đội hình là bất thường ấy thì hơi khó chứ. Mẹ, nhà tà hóa hình này vô địch vai. Bây giờ chúng ta phải làm thao đây. Một ẩn ma mị à? Ấn ma mị. Bây giờ có thêm pháp sư thì cũng không được 10. Tại vì chúng ta đã lên level 10 đâu. Nhưng mà lấy tạm để cho Morgana xem nào. Ồ, dị vật nhá. Dị vật đi. Dị vật vách cũng trâu này. May có quả gói đồ on ổn. Ui, tầm này vách phiên bản dị vật. Thêm cả thông đạo nhiều lá chắn. Ngộ Không này thì chúng ta không có đâm châm, thế nên là không cho nó dị vật được. Combo dị vật với cả là dây chuyền tự lực thì cho Ngộ Không thì vô địch luôn á anh em ơi. Ui, nhưng mà team địch ghê quá, không có cách nào để đánh bại được luôn rồi. Gói trang bị tạo tác rồi cũng bị ra bã luôn. Vẫn thua con Nasus này các bạn ơi. Thôi cháu chịu. Còn mấy máu. Ô, ông Rai này lại ăn. Ô, đúng là game kiểu khắc tinh của nhau ấy. Ô, Rai đồ thế giới mà lại ăn á. Eo ơi. Có cái gì không? Bây giờ chỉ còn một cách thôi các bạn ạ. Chỉ còn một cách là con Seraphine lấy nhiều đam chuẩn hơn thôi. Chứ bây giờ là đam thường là không thẳng, không ăn thua với cái bọn hóa hình máu trâu này rồi. Bỏ hai con này đi. Troll mạnh xíu thế nào. Đây. Ôi, Seraph à. Bán luôn con này đi nhá. Đây. Tamken 2 đi để xài nhân bản cho con khác. Nâng bậc. Bây giờ cần bùa combat thôi anh em. Không có Tamken 2 thì vẫn phải xài cho Seraph rồi. Thôi đổi ấn chính, đổi ấn chính. Rồi. Ừ, nhà này cho ăn à. Ừ, cứ cho ăn đi. Đổi đồ cho Beria. Cho ăn còn 17 máu. Ừ. Ngộ không trâu thế. Ui, có đam chuẩn vào cái là win chặt luôn anh em ơi. Này sư. Bên kia thì sao? Có khi nào lại một pha double kill luôn hay không đây? Double kill. Cảm ơn anh em rất nhiều vì đã theo dõi video của mình. Đừng quên dập nan tút like nha anh em ơi. Hẹn gặp lại anh em trong những video siêu phẩm tiếp tới. Bye bye tất cả anh em.